Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại Quân Béo Moto Vlog. Để anh em nhìn thấy tổng thể, em lùi lại đi. Đỉnh không? Đấy, đứng cạnh trước này phải đưa lên con pin của anh. Đây là Ducaway. Tại sao mình nói thế? Đây gác chân của Ducati nhá. Gác chân Ducati luôn, Ducaway. Và hôm nay mình sẽ review cho anh em chiếc con Honda Way này. Theo ủa, anh thì anh nên mặc áo màu áo Akamovic này hay là mặc áo trắng nhỉ? Không, áo đen này ngầu đấy, áo đen này hợp lý, con này cũng đen mà. Để áo đen đi, đen một cục luôn đi. Ui. Đỉnh cao vãi luôn đấy. Thôi đen đi, đen cho nó ngầu. Đang đẹp rồi. Được trừ khi mà em đang tìm một cái áo Honda Ulin Brembo. Honda. Có Brembo không nhỉ? Có. Đã đặt Brembo chưa? Brembo có rồi nhưng Brembo chưa về, đang về hàng. Nếu mà có Brembo là quất Brembo luôn. Nhưng Ulin thì không, thương hiệu Ulin à? Brembo à? Ờ, kiếm một cái, mình phải lấy một cái Brembo về. Con này cũng đẹp đấy. Thay luôn không? Tao hết tiền rồi. Thôi bằng tạo đây đi. Đi đẹp vãi luôn. Ok thôi, mình mặc áo Akamovic cũng được. Rất kiểu phong cách. Và ok, sẽ review cho anh em chiếc Way lên kiểu theo kiểu phong cách style của Sài Gòn. Và nói với anh em luôn nhá, con này mới được 20% thôi, nó chưa hết đâu. Còn thụt này, còn bô này, còn lốc máy này, sơn này, bán chân này. Chủ xe sẽ lên vào đợt tới. Đợt này là tạm thời dừng vừa này, nhẹ nhàng cái này thôi đã, tiết kiệm tiền. Và bây giờ chuẩn bị lên tiếp vừa 2. Và chúng ta hãy đi cùng xem vừa 1 để một chiếc con xe quay dọn từ phanh cơ lên phanh đĩa như nào. Và đây thay nguyên bộ vỏ luôn. Rất nhiều đồ chơi đẹp và chúng ta cùng review nhé. Hello anh em, lâu lắm rồi anh em không thấy cái dịch vụ cứu hộ của nhà mình đúng không? Vì nhà mình bán mất xe cứu hộ được. Áo kêu này gửi đi cho anh Tuấn Nghệ An đi ạ. Ok ok. Xe đi mất rồi. Tí nữa mình quay review cho anh em con X210 lên bài 62 bài bền. Làm lo lắm. Đổi xứng logo đỏ, hẳn là logo đỏ luôn. Rất ăn chơi luôn anh em thấy không? Bởi vì thực tế là gì? Con này đa phần đằng sau thì anh em thường là chơi con logo thường thôi, không chơi con logo đỏ. Nhưng mà này ăn chơi hẳn logo đỏ luôn. Tí nữa mình sẽ review con này. Thường châu này không nắn được nhá. Gần như tất cả thường châu đều không nắn được. Đây là chẳng thường châu mới. Ui dồi, copy. Bụng buồn có copy. Copy. Đặt quét, ok anh em. Và mình sẽ review cho anh em khi con phục hồi tai nạn này. Another day, only to scream into the night. Nothing ever tries to change, even if I want to realize. Cause I've been sitting here, same old ways, taking off without the same mistake. Another way of knowing, I'll be
tại sao mình lại phải làm cái video một chiếc quay dọn rất là bình thường, lắp đồ tháo ra lắp vào rất là nhiều đồ, nó đơn giản lắp đặt. Nhưng mà anh em nghĩ mà xem, giá trị chiếc xe này chưa đủ để tiền để độ xe lên thì lại phải quay chứ, rất đáng. Bởi vì tại sao chủ xe, chiếc xe này là xe tâm huyết, gọi là tâm huyết của chủ xe, nhưng mà sẽ lên theo kiểu từ từ, máy bạn ấy tự canh, không canh được lại qua mình canh hộ, tiện công mình canh hộ. Nhưng mà còn một công đoạn nữa là sơn lại toàn bộ xe và ấy lên, thì đây là định hình lên đồ chơi đã. Và bạn này chơi rất tinh nhá, bạn này rất lâu rồi, tức là đã tìm hiểu rất lâu rồi, những bài độ trong Sài Gòn này, những bài độ của những xưởng lớn như phố Đề Can rồi tất cả bla bla, sau đấy mà bạn mình cóp nhặt bạn mang cho mình cái list luôn. Anh lên cho em những đồ như này, báo giá cho em, cái này em đã tham khảo rồi. Đây là anh báo giá cho em cái này kia, sau khi mình báo giá lên list đồ tư vấn cho bạn ấy thì các bạn thấy không, đôi vành còn giữ lại luôn, đôi vành cũ của bạn ấy giữ lại, mình chỉ làm gì đan mỗi lan và thay lại cái mayer thôi, nhưng mà vành cũ của bạn ấy mình sẽ tháo ra và sau đấy là mình đan lan, đan vào trong. Tức là lan này nếu chúng ta sẽ phải đan vào trong nhá, không thể đan ra ngoài. Thì anh em để xem lại cái vlog mà mình làm cho con Vario ấy, nó là lan nó đan vào trong để làm gì, để có thể đặt được cái mình heo này đấy, các bạn nhìn thấy không, hở ra đúng một khoảng tầm 50 triệu tiền polymer cập lại với nhau đấy, các bạn thấy không đấy, cái khoảng hở của con heo mình heo này không phải canh kê cái gì cả. Và khi mà chúng ta lắp lên ấy đấy, thì con này là part của thuộc là mình thay, vì riêng nguyên bản của con quây cá này là bản không đĩa nên là mình đã thay ra đấy, mình thay mayer ra, mình thay bản của bản có đĩa mặt phẳng đấy. Và con này là mayer của Honda nhá, đấy rất đơn giản, mình mua mayer Honda thuộc của Honda RS cộng với thêm là mình lắp cái part phanh vào. Part này chạy đĩa 260 nha anh em nhá, nó chỉ có chạy đĩa, không có part chạy đĩa 20, mà nhiều nhất là mọi người hay chạy đĩa là bao nhiêu, đĩa 260 và 245, nhưng đa phần chạy đĩa 260 bởi vì cái mình heo này, các bạn thấy điểm đánh dấu à, đấy đánh dấu bút xóa này để xem có điểm chạm nó mình heo không khi mà lên này đấy. Vì nếu mà càng vào sâu thì cái chân nan nó sẽ càng vào sâu thì con heo nó sẽ dễ bị chạm heo, nên là mọi người hay đưa vào cái điểm thấp nhất thì là đĩa chạy đĩa 260. Đĩa 260 này là đĩa này của King Drag đấy, đĩa này của King Drag và cái pad CNC này đấy, chúng ta lắp heo lên. Heo chủ xe thì có hai lựa chọn cho anh em nhá, heo hai pit đối xứng, con này cũng là hai pit đối xứng nhưng con này là logo đỏ, còn khách thì không chơi loại bản rẻ luôn, anh em thấy là hay lắp những cái bản rẻ. Exciter cũng hay lắp bản này, con Exciter của mình đang lắp con này, thực ra công năng nó giống con hai pit kia thôi nhưng mà nó sẽ xịn hơn, chất lượng cao hơn, brand nó cao cấp hơn. Dây dầu các bạn thấy không, không phải là cái dây dầu của Murin hay của Whoop của Thái Lan nữa, mà đây là dây dầu của Acosato. Dây này là dây chính hãng của Acosato Italy đấy, một cái dây này cũng rất là nhiều tiền anh em nhé. Nó dây này là dây 70 của nó 907 nhỉ, đúng rồi 907, một cái sợi dây dầu của Acosato đấy. Thì tiếp theo nữa là khi bạn lên hai pit đối xứng rồi, tổng phanh thì bạn lên con Racing Boy bản 14 màu đen đấy, Racing Boy 14 màu đen kèm cốc dầu bát đặt này đấy, cực kỳ liên lạc vừa nhở, vừa kiểu nó cứ đen với nhau mà rồi. Cộng cái bình này gọi là bình Racing Boy, bình xanh khói, bình khói xanh. Còn cái đặc trưng bình Brembo thì nó sẽ gọn hơn một tí nữa, nhỏ hơn tí nữa. Nếu mà bình Brembo thì sẽ không đặt ở đây mà đặt hẳn lên cao thì nó sẽ đẹp hơn. Và đây là anh em nhìn thấy hệ thống công tắc không đấy, rất nhiều công tắc từ bợ cũ của bạn ý nhá. Đây là công tắc này, bạn bật hazard cảnh báo đây, anh em nhìn thấy hai xi nhan đang nhảy không, mình tắt đi này đấy, đây cả bốn xi nhan cùng nhảy này đấy, các bạn thấy không, hazard đây, còn mình tắt hazard đi này, gạt một bên này đấy, tắt đi này, gạt một bên nữa này, và đây là cả hai con cùng lên này đấy. Đấy là công tắc hazard cảnh báo này, công tắc tắt bật pha đèn này, tắt bật pha đèn này để cho cái đèn G-pad này đấy, mình mở máy lên nhé. Đây, bật pha này đấy, pha cốt này, passing này đấy, của quay này, passing này đấy. Thì passing này đơn giản lắm, chúng ta thay công tắc SH là xong đấy, chúng ta chỉ cần thay cái công tắc SH là xong. Và cái xi nhan này, bộ vỏ này anh em thấy nó mới tinh đúng không, bóc nguyên bịch luôn, thay luôn bộ vỏ mới, tất cả ốc kiếc này nhá chưa thay. Vì tại sao, vì là khách muốn lên đồng bộ một loạt ốc Salaya inox màu trắng luôn, nhưng mà cái gì bây giờ là chưa lên bộ, vì là tại sao, vì là dừng lại ở đây đã đẹp sẵn rồi, bộ này đi kiếm tiền tiếp, xong bầu là bóc nguyên bịch Salaya, thay nguyên bộ vỏ ốc máy này, ốc vỏ này, tất cả thay hết bằng Salaya. Gương thì chủ xe sử dụng cái gương tròn chứ không phải là gương vuông như nhiều người lựa chọn,
gương này là gương của HTC, gương tròn. Đa phần con này thì anh em classic sẽ lắp nhiều như XFR, CB300, CB150R hay những dòng xe cổ điển đầu đèn tròn sẽ lắp. Nhưng mà quay lắp lên cũng rất là ok đúng không? Còn nếu là mình sẽ lắp kiểu vuông thôi thì trông nó sẽ khỏe khoắn hơn, giống như con gương HTC vuông của SH Vario hay lắp ấy thì sẽ lắp. Đây là anh em này, có mấy anh em quay và biết đến quả bao tay này chưa? Daytona Katana. Con này Exide này, Winner này, tất cả dòng Big Buy hay là Classic Buy đều đang lắp con này rất là nhiều. Daytona Rio. Cái bản copy thì anh em như mình nói rồi, nó đầu nó sẽ cắm ngược dưới đất. Cái logo nó sẽ không bao giờ lên trên được. Đây là Daytona chính hãng kèm với Gu Brembo copy. Paga này, bịch này, anh em nhìn vỏ nhựa này, mới tinh luôn, bóc bịch luôn. Bán chân nhá, thì chủ xe đấy sắp thay quả bán chân của con quay phay CNC của Thái Lan đấy, thay luôn. Còn gác chân này anh em thấy không, quả gác chân này lắp cho Exciter, Winner rồi tất cả dòng xe đều được. Gác chân kiểu Ducati rất rẻ luôn đấy, lắp này lẩy tanh tách luôn đấy, mà cực kỳ là chắc chắn, đẹp nhờ đấy. Quả nhìn thấy êm chân rồi, cấu cao su à? Bằng cao su, còn ở dưới là Antimon đấy, cấu tạo là Antimon. Về cái vành sau, lốp sau thì gần như là mình không động chạm gì, mình chỉ thay cái đèn hậu với cả xi nhan thôi. Đấy, con này là tiếp theo nữa, bài độ tiếp theo nữa là chủ xe sẽ thay thụt, nhưng mà cũng sẽ vẫn chờ thụt này, rồi bô này, cổ bô titan này, rồi tất cả những thứ đấy là sẽ chờ, tập trung vào những cái dàn cố định trước đã. Thì với cái bài lên đĩa này, nếu anh em nào đang chế cơ nhá, đang phanh cơ tăng chống nhá, muốn thay đĩa, một là lên vành đúc của mấy con Jupiter bản Racing Boy 8 cây ấy. Đấy, 8 cây thẳng thì là nó dùng cái đĩa chung là đĩa 4 lỗ này luôn. Đấy thì cái bản đấy thì anh em có thể sử dụng theo zin này. Theo zin thì chúng ta mua luôn theo của Quay RS bản có đĩa ấy, thì nó có thẳng cả củ bát heo này, hoặc anh em sử dụng theo Samurai, Nissin Samurai cũng rất là ok, hoặc Nissin Racing cũng rất là ok. Thì những bản nhỏ, còn nếu mà anh em có điều kiện là chính thì lựa chọn Brembo thì nó đỉnh cao rồi. Nhưng mà có một bài nữa trong Sài Gòn dùng rất nhiều, đấy là heo Frando kiểu billet ấy, nó lên nó nhìn giống màu billet, màu xám xi măng, hơi xám xi măng đỏ nhỉ, màu như màu này nâu 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 vâng, đấy vâng. Nhưng mà nó kiểu heo của nó heo billet thì cũng rất là nhiều ưa chuộng ở trong Sài Gòn, rất là nhiều anh em ưa chuộng. Nhưng mà chủ xe là yêu cầu mình phải lên Brembo, và sau cái này mình sẽ tặng khách luôn cái áo Brembo, dọn xe tặng ảo đấy, áo phông đó. Cảm ơn anh em đã theo dõi một cái vlog mà dọn xe rất là nhẹ nhàng của một bạn quay chơi lớn. Cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em tại vlog sau nhé.